Chào mừng quý vị đến với tạp chí đầu tư giáo dục trên kênh truyền hình FBNC. Trong tạp chí kỳ này, mời quý vị theo dõi những nội dung chính sau đây. Vấn đề trong tuần, bình đẳng giới trong chương trình Đại học và những góc nhìn. Sau đây xin mời quý vị cùng ghé thăm không gian hiện đại tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục học cái gì và học ở đâu, cùng tìm hiểu cách săn học bổng du học sau đại học khối ngành khoa học, kỹ thuật, toán và y tế. Nhưng trước hết sẽ là phần tin tức. Thưa quý vị, hôm 18 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao New Zealand do ông Stephen Joyce, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học Kỹ năng và Việc làm, đã có chuyến thăm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm để đổi mới giáo dục. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Cơ quan Giáo dục New Zealand và Trường Đại học Công nghệ Auckland AUT cũng đồng tổ chức buổi hội thảo vai trò của công tác lãnh đạo và các mối quan hệ song phương trong việc định hướng và thúc đẩy đổi mới giáo dục. Phát biểu tại sự kiện, ông Stephen Joyce đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của người lãnh đạo tổ chức giáo dục trong quá trình đổi mới. Trọng điểm trong công tác cải cách giáo dục của New Zealand là phân quyền, tức tăng quyền tự chủ của hiệu trưởng và giảng viên, xây dựng khung đánh giá trách nhiệm chặt chẽ hơn, đồng thời các yếu tố như xây dựng chương trình đào tạo chuẩn quốc gia, tăng cường sự tham gia của phụ huynh trong trường học và cải tiến lớp học cũng được chú trọng. New Zealand có nhiều thay đổi lớn về chính sách giáo dục từ năm 1999 với chủ trương theo đuổi mô hình xã hội tri thức. Đây cũng là một trong hai quốc gia trên thế giới có tất cả các trường đại học công lập đều nằm trong top 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Hiện có 4 trường đại học của New Zealand triển khai chương trình đào tạo tại Việt Nam, trong khi đó có khoảng 2.100 sinh viên Việt Nam du học tại New Zealand hàng năm. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đây là dịp để tôn vinh các nhà giáo cũng như để mọi người thể hiện sự tri ân các thầy cô của mình. Tuy nhiên, nhằm hạn chế những tiêu cực xuất phát từ ý nghĩa này, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải thông báo không tiếp khách trong ngày 20 tháng 11 cũng như không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan bộ ở Hà Nội và cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trương này được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là nhằm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản gửi các sở ban ngành, đoàn thể thành phố đề nghị được nhận thiệp điện tử chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam bằng địa chỉ email của văn phòng sở. Ngày 15 tháng 11 vừa qua, trường quốc tế BSB College đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 120 tân cử nhân các ngành quản trị kinh doanh và marketing, quản trị tài chính ngân hàng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị du lịch khách sạn. Đây chỉ là một trong những thế hệ cử nhân mà BSB College đã đào tạo trong 12 năm BSB có mặt tại Việt Nam. Với tấm bằng được công nhận trên toàn cầu và quan trọng là kiến thức và kỹ năng học được từ BSB College, các sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp tục học tập tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới hoặc phát triển sự nghiệp tại các doanh nghiệp nước ngoài. Phương pháp giảng dạy của chúng tôi đặt người học làm trọng tâm, chú trọng tính tương tác, nó giúp sinh viên học tốt hơn và rèn luyện được kỹ năng giải quyết vấn đề, có tư duy phản biện, tư duy phân tích và tổng hợp cũng như thích ứng nhanh với công việc. Điều đáng nói là kể cả sau khi sinh viên tốt nghiệp, BSB College vẫn tiếp tục hỗ trợ các em thông qua quỹ học bổng 3,8 tỷ đồng. Sinh viên tốt nghiệp từ BSB College có thể tiếp tục theo học các chương trình cử nhân của các trường đại học danh tiếng của Anh và Úc tại BSB Academy. Không chỉ vậy, BSB còn hỗ trợ sinh viên phát triển nghề nghiệp tại các doanh nghiệp đối tác của trường như khách sạn New World Sài Gòn, khách sạn Le Meridien Sài Gòn, ngân hàng HSBC, ANZ, tập đoàn 3M. BSB College là chi nhánh tại Việt Nam của BSB Academy Singapore, cung cấp các chương trình giáo dục và đào tạo ở bậc diploma với các chuyên ngành mũi nhọn về kinh doanh và quản trị. Là một trong số ít các trường quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động ở Việt Nam, BSB đã khẳng định được uy tín của mình thông qua chất lượng sinh viên đầu ra đạt chuẩn quốc tế. Theo một khảo sát về sinh viên tốt nghiệp và nghề nghiệp năm 2015, 95% sinh viên BSB Academy có việc làm, trong đó 88% tìm được việc làm trong 6 tháng sau khi tốt nghiệp. Chúng ta vừa điểm qua một số tin tức đáng chú ý và ngay sau đây sẽ là chuyên mục vấn đề trong tuần. Bình đẳng giới trong chương trình Đại học và những góc nhìn. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục vấn đề trong tuần. Thưa quý vị, mới đây Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức một hội thảo về vấn đề bình đẳng giới trong chương trình đào tạo ở bậc đại học. Vấn đề đặt ra là liệu các nội dung giảng dạy nên như thế nào và cách đưa vào giảng đường như thế nào và làm sao để nhận thức về vấn đề này được lan tỏa một cách hiệu quả trong thực tế.
Ngay lập tức, chủ đề này đã nhận được khá nhiều ý kiến và góc nhìn khác nhau. Và đây cũng chính là vấn đề của tuần này trên bản tin đầu tư giáo dục FBNC. Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Chủ đề về bình đẳng giới đã được Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thảo luận trước giới chuyên gia thường niên trong vài năm trở lại đây. Và trọng tâm của năm nay đó là thảo luận về việc làm thế nào để lồng ghép bình đẳng giới vào trong chương trình đào tạo ở bậc đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo góc nhìn của giới chuyên gia, bao gồm kể cả giảng viên ở một số trường đại học, thì bình đẳng giới là một chủ đề rất thiết thực và nên ưu tiên lồng ghép vào trong đào tạo ở bậc đại học, đặc biệt là ở các nhà quản lý tại một số trường đại học và cao đẳng cần phải nâng cao nhận thức của chủ đề bình đẳng giới trong công tác quản lý. Vấn đề giới và bình đẳng giới là một trong những khía cạnh rất là quan trọng đóng góp vào sự phát triển xã hội. Tôi nghĩ rằng là giống như trong cái hội thảo này chúng ta bàn và thấy rằng là cái chủ trương hay cam kết của lãnh đạo để ủng hộ bình đẳng giới là một cái điều kiện có thể, tôi có thể nói là quyết định để có thể là đẩy mạnh những cái hoạt động nghiên cứu về giới và bình đẳng giới trong đơn vị. Các trường đại học, tức là trong phạm vi là có khả năng điều kiện để mà truyền thông về vấn đề bình đẳng giới, và cái đối tượng là các cái sinh viên thuộc là các cái thanh niên trẻ có tri thức, mà để xem được đo lường thử xem là cái nhận thức nó như thế nào. Thì qua đây chúng ta thấy rằng là cái nhận thức nó vẫn còn có một cái khoảng cách so với mong đợi. Cái điều thứ hai mà chúng ta có thể rút ra được đó cũng là nhận thức, nhưng mà cái nhận thức này của cấp lãnh đạo của các đơn vị chưa quan trọng cái vấn đề bình đẳng giới trên những cái hoạt động trong các trường đại học, thì nó làm rõ cái ý, tức là trường nào mà có cái môn khoa học xã hội nhân văn á thì trường đó nó mạnh, còn lại những trường nào mà không có cái môn này đó về khoa học tự nhiên thì trường đó hầu như sinh viên rất kém về nhận thức về bình đẳng giới. Trên thực tế, vấn đề bình đẳng giới đã được lồng ghép vào một số môn học tại một số trường đại học khoa học xã hội, và tại một số trường đào tạo về khối ngành kinh tế cũng lồng ghép chủ đề này tại một số môn học phụ. Tuy nhiên, đối với một số trường đại học ở khối ngành khoa học tự nhiên thì chủ đề này vẫn còn khá xa lạ. Và cũng như tại một số trường này thì sinh viên ở khối ngành khoa học tự nhiên vẫn còn hiểu rất lơ mơ về vấn đề bình đẳng giới và thậm chí không nghĩ rằng bình đẳng giới có mối quan hệ như thế nào và có tác động như thế nào đối với lại cách tổ chức công việc cũng như là trong cuộc sống sau này. Nếu mà trước khi đi cái buổi phỏng vấn này em chỉ hiểu là bình đẳng giới là nam nữ có quyền giống như nhau, nhưng mà em lại chưa biết thật sự nó là như thế nào. Tức là em chỉ hiểu nôm na là như nhau nhưng mà không hiểu kỹ là nó trong trường hợp như thế nào, áp dụng như thế nào. Tại vì khối ngành kỹ thuật của em nó không có cái môn này nên chắc là em nghĩ là bạn em chắc cũng mơ hồ như em thôi ạ. Em được học rất là nhiều thứ liên quan bình đẳng giới chị ạ. Điển hình như là môn giới và phát triển này, và ngành của em là công tác xã hội, bởi cho nên là có rất là trong quá trình giảng dạy á, thầy cô có lồng ghép vào, bởi vì bên của em là bảo vệ cho những cái người mà giống như là người ta giống như phụ nữ yếu thế bị đánh đập này kia hoặc là lên tiếng cho người ta, cho nên là tụi em cần phải biết những cái đó rất là nhiều. Và trong cái thời gian tụi em học là cũng hơn 3 năm rồi, và bất cứ cái môn học nào thầy cô cũng có lồng ghép vô. Nói chung là em thấy là đa số là mọi người ai cũng nói là cần phải là bình đẳng giới, nhưng mà hầu như là cái điều đó rất là ít ạ. Bởi vì là nam vẫn làm những công việc mà trước giờ vẫn làm của nam, nữ vẫn làm công việc của nữ. Và dù là sớm hay muộn thì vấn đề bình đẳng giới cũng được các nhà nghiên cứu và các bạn trẻ đánh giá cao, đặc biệt là việc hiểu rõ về vai trò của nam và nữ trong việc phát triển xã hội và kinh tế. Chính vì thế mà điều mà nhiều bạn trẻ mong muốn đó là trông chờ vào việc làm sao các nhà giáo dục Việt Nam lồng ghép được chủ đề bình đẳng giới vào trong các môn học một cách có tổ chức và thực tiễn, để các môn học về bình đẳng giới không chỉ đơn thuần tồn tại như là một môn học phụ như hiện nay, mà trở thành một trong những nội dung có thiết thực bên cạnh những kiến thức chuyên ngành. Cái môi trường đại học là cái môi trường rất dễ truyền thông với một cái đối tượng mà có thể có thay đổi về mặt nhận thức rất dễ. Các em trẻ thì nó dễ thay đổi hơn người lớn tuổi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái môi trường, chọn môi trường đại học là trong nó có người thầy giáo và nó có sinh viên. Thì những cái đối tượng này là quan hệ thầy trò. Tức là cái quan hệ đó có thể dẫn đến cái chuyện truyền thông nó mang tính chất là như là đào tạo, như là giảng dạy. Thì quan hệ rất thuận. Quan hệ đó là quan hệ rất thuận. Và vì sao mà tới giờ phút này mà chúng ta nói vấn đề bình đẳng giới mạnh á, thì không phải thế giới nói cái chuyện mạnh mà chúng ta nói theo. Mà thực tế rằng là tới bây giờ người ta nhận thức được vai trò nữ
trong vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội rất quan trọng. Thì cái này chúng ta thấy rằng là hiện nay cái lao động nữ mà tham gia vào thị trường rất là lớn. Và nếu chúng ta có cách cư xử đúng đắn và có nhận thức đầy đủ về vấn đề bình đẳng giới, thì cái người lao động nữ họ sẽ tham gia nhiều hơn, họ sẽ có những cái việc làm tốt hơn. Một số nhà nghiên cứu xã hội học và tâm lý học cũng đã từng đề cập gia đình có một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành tính cách của con trẻ sau này bên cạnh trường học. Chính vì thế mà điều mà chúng tôi muốn đưa ra thảo luận hôm nay đó là chính là việc đưa bộ môn, đưa chủ đề bình đẳng giới vào trong đại học liệu có quá muộn hay không? Và có nên chăng là các nhà giáo dục nên xem xét và tính toán để lồng ghép bình đẳng giới vào một số môn học ở các bậc học thấp hơn? Quá trễ. Phải nói rằng là bởi vì chúng ta không làm ở cái bậc phổ thông, cho nên chúng ta làm ở bậc giáo dục. Và cách nào đó thì chúng ta cứ nghĩ cái bình đẳng giới nó liên quan, nó bà con xa xa gần gần với vấn đề tình dục, vân vân, thì hiểu như vậy là không có đầy đủ. Thực sự vấn đề bình đẳng giới phải biến thành những hành động cụ thể và dạy cái đứa trẻ ngay ở cái cấp 1 hiểu thế nào là bình đẳng giới để nó tham gia vào, nó xây dựng gia đình. Khuyên can cha mẹ nó đừng có đánh nhau, bởi vì cái đánh nhau đó là nó vi phạm bình đẳng giới. Tại sao ba uống rượu ba về đánh mẹ, nó ví dụ vậy. Thì những cái đó là phải được giáo dục ở bậc phổ thông. Còn chúng ta làm ở đây thì nó hơi trễ. Vâng, và trong lúc chờ đợi các nhà giáo dục có một sự tính toán và cân nhắc để lồng ghép bình đẳng giới vào trong các môn học như thế nào để có một ý nghĩa thiết thực và thực tiễn, thì hy vọng rằng những ý kiến đóng góp của giới chuyên gia xã hội học ở hiện tại có thể tạo một sức lan tỏa trong cộng đồng, mà trước hết đó là đến các bạn trẻ, những tế bào mới của xã hội. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chuyên mục vấn đề trong tuần. Sau đây xin mời quý vị cùng ghé thăm không gian hiện đại tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.